Hello, chào các bạn, mình là Jay đây và đây là một ngày đi học quá là thực tế của mình. 5 ngày trong tuần thì mình như vậy đó nên ok và thôi nào. Oh, I'm from Japan. That's fun. Yes. Và ngày của mình đã bắt đầu, nhưng mắt còn nhắm. Bước đầu tiên thì mình đã lấy cái tay mình ra khỏi cái chăn rồi giơ nó lên, xong rồi cho nó vào lại, xong rồi ngủ tiếp. Và mình sẽ mắt nhắm mắt mở cho khoảng 10 phút. Với cảm giác lười biếng nó vào đầu mình nên mình đã lấy bài và học. Một mẹo quá là hiệu quả, đấy là nếu các bạn muốn làm bài thi tốt thì các bạn hãy nhìn ôn bài ngay lúc bạn mở mắt ra. Cái độ vào đầu sẽ tăng lên, đảm bảo điểm 10. Hoặc là ngủ cùng với sách luôn, để thông tin vào não cho lúc bạn ngủ. Đồng hồ báo thức thứ hai đã reo nên bây giờ mình dậy thiệt. Chờ phải đi học nữa. Để mình ngăn chặn trường hợp nhảy vào giường tiếp thì mình phải mặc đồng phục vào để kiểu như là làm hình thức là bây giờ là giờ đi học chứ không phải giờ đi ngủ. Ok, lết vào toilet thôi. Tháo mấy cái thứ mà để làm cái răng mình không bị méo lại. Rồi đánh răng là vì mình hoàn toàn không phải là một người bẩn thỉu. Các bạn đừng nghĩ mình là một người bẩn thỉu là vì mình không có bẩn thỉu. Ồ khoan, để mình cột tóc mình lên đã. Mình đã đi học cái kiểu tóc này. Thôi mình đổi ý rồi. Mình được 30 phút sau cái bệnh hí mắt của mình nó mới hết, nhưng hiện tại thì bây giờ nó vẫn hí. Và mình tính dọn giường, nhưng kiểu là dọn giường nó mất thời gian và mất công sức nên thôi để vậy đi. Và lụm ba lô lên. Và không có thể quên cái phương tiện học của mình. Quên cái này là khỏi học luôn. Điều đó đã xảy ra 2 lần rồi. Trời nó bắt đầu hết tối thui, bây giờ mình tìm đồ ăn sáng. Ở trong khu vực mình yêu nhất đây là tủ đồ ăn. Ăn gì đây? Ăn cái này. Hôm nay mình học sớm nên cái này ngay ngọt lợi nhất. Ăn cục cục màu mè cho cuộc đời thêm màu mè. Và quá chúa nhìn bắt mắt quá nên mình phải chụp một em thôi. Mình bắt buộc phải dứt em ra hơi bạo lực. Khúc lòng thầm còn lại của em. Và hôm cuối cùng rồi, chặt thôi. Mình vẫn không rồi như người ta. Cho chuối vào nó nhập cho chuối vào người. Không thể thiếu sữa và đó là cái đó. Mình kiểu là không có thể bỏ ăn sáng được. Là mình thường buổi sáng mình đói một cách rất là chết đói luôn. Cho các bạn ăn miếng nè. Không, mình ăn. Và mình đang đứng ăn ngoài trời như một con điên. Là vì mình kiểu như là khoai ngắm trời đẹp này. Mà căng kìa. Ăn cảm giác ngon 10 lần. Nhưng ngắm trời vậy đúng rồi, bây giờ học bài đây. Và cái này kiểu như mình để tới phút chót để mình học. Là vì mình quá là có trách nhiệm. Sẽ ổn thôi mà. Ồ vậy mình phải chuẩn bị cái này để mình mang vào trường. Đấy là cái quá là xến để nó cho từ thiện. Cái này kiểu như là tặng quà lễ phục sinh. Ồ và miếng chuối cuối cùng. Lúc. Và mình nhét mấy này vào lô mình. Kệ này lát nữa mình sẽ nhờ. Chuẩn bị mình nước. Và không thể với iPad trong thôi là khỏi học luôn. Hình như cặp mình nhỏ quá. Ê là một khúc không sao. Rồi đeo vào cặp nặng 10 kg và đi thôi. Cái này không xảy ra mỗi ngày đâu, nhưng mình uống nước tăng lực rồi mình không bị ngủng như lúc lái xe. Nhìn cái mỏ bá kìa. Rồi mở cái gara để cái xe nó có đường ra được chứ. Đầu tiên thì mình nhét hết đồ vào xe để mình không có bị vướng. Và rút cái gấm sạc ra. Móc lên này. Và cuối cùng đến lượt mình nhảy vào xe. Bước quan trọng nhất để giữ an toàn, để cho nó an toàn. Và khúc quá là ghê đã tới rồi đấy, dây xe ra. Mình cứ trợ giúp. Bước này cũng quan trọng nữa. Bye bye. Mình đi đâu mình bye bye trước đã. Và lên đường thôi chứ sao. Mình tóc tưng tưng kìa. Và giờ mình lên đường thôi. Khu mình cái đàn mấy cục nè. Nhưng bây giờ là mình toàn là tự lái xe đi học không, nhưng mình không có lệ thuộc vào ai nữa. Lúc tân lực nhưng kiểu như là mình cảm giác như là mình đã mọc cánh khi mình lái xe mình á. Kiểu như là hồi đó mình muốn đi đâu là mình phải xin trước, xong rồi có khi như là xin không được, xong rồi mình buồn, xong rồi mình không đi được, xong rồi kiểu như là cảm giác tự do hơn và đi học về lúc nào cũng được hết. Nhưng mình toàn là về trước 5 giờ không à. Chưa đi trách nhiệm. Hôm nay các bạn có ổn không? Mình hôm nay có bài thi buổi sáng nên mình cũng không ổn lắm, nhưng mình cũng khá là ổn. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ không có chuyện gì. Có thể. Và lái xe cảm giác vui vui sao là vì mình nghe thấy ngắm cảnh. Và ở đây rất là khác mình ở Sài Gòn là vì có vừa biển và vừa núi, kiểu hơi giống Đà Nẵng. Trời ở nhà nó cô đơn hơn. Lúc mình đi xuống mình nghe thấy cảm giác kiểu là mình ù tai luôn. Mình đã có cơn ù tai nè. Và nó hơi chói là mình hơi bị mù nên mình phải đeo mắt kính vào để cho kiểu là mình cái nắng đó, nó không tấn công. Và tự nhiên đang nắng cái trời lại giữ chứng sương mù. Thôi cởi kiến ra đi. Và mấy con chim này nó mù rồi sao mà nó không nhìn thấy mình. Suýt này tai nạn chim rồi. Lo sợ đến trường mất gần tiếng giờ. Và mình tới trường thành công rồi. Bây giờ mình đã tìm chỗ đậu. Và sáng nay cũng khá là vắng là vì mình học sớm. Mình được 9 giờ đó bắt đầu. Hôm nay 7:50 mình học rồi. Ok, sách cặp về đi thôi. Hôm nay phải gọi là mình đậu thắng hơn bình thường. Chạy tới lớp thôi. Và lớp đầu tiên của mình là lớp lịch sử Mỹ. Thì mình đã ghi chú trong lúc cô giáo giảng. Và mình còn vẽ nữa. Nó giúp thông tin vào đầu mình. Và lớp tiếp theo là lớp tiếng Hoa. Và lớp này kiểu là hơi bị căng thẳng. Nhưng đây là một nhắc nhở cho bạn uống nước. Bạn hãy lấy nước ra và uống nó đi. Nhưng đi học và Covid thì mọi thứ bên Mỹ kiểu là rất là bình thường. Như là mọi thứ trở lại như bình thường luôn. Và hoàn toàn không bắt đeo khẩu trang. Nhưng mình thích đeo là vì mình cảm giác kiểu là mình thiếu thiếu gì á. Và không an tâm nữa. Với lại mình không biết cái miệng mình làm gì trong lúc mình không đeo khẩu trang nữa. Nói chung tốt nhất là đeo khẩu trang. Và tất nhiên lớp tiếng Hoa thì phải có nhân vật Harry Potter mặc đồ. Quá là phù hợp. Sau lớp tiếng Hoa thì một bạn quá là tốt bụng đã tặng bánh cho mình ăn. Ok, dễ vào lớp sau rồi. Mình đã nhập vào lớp tiếp theo rồi. Đây là lớp của mình nè các bạn.
Lớp có đồ máng cặp nữa. Ok, nó giữ đây là lớp tiếp theo của mình. Và hello, đây là bạn trong lớp tiếp theo của mình. Lớp này khá là gay. Mình đi qua cho ai phá trường như đâu có xài điện thoại đâu. Hôm nay là một trong những ngày hiếm mình không có mang đồ ăn trưa, nên trưa nay mình ăn món mình thích nhất, đấy là pizza ở trường. Và bạn mình thì ăn tôm chiên giòn với khoai tây chiên. You ate that one. And you have no stop. Khoai tây chiên như 4 lần trước. Và pizza giống mình. Bạn ghi ăn khoai tây chiên. Pizza ở trường thì nó quá là giàu, nên mình phải làm gì cho nó đỡ phát sinh mụn á. Và mình cảm thấy trong hết món ở trường thì pizza là món ổn nhất, là vì mấy món kia mình cũng không có khoái lắm. Quá là phô mai. That's very good. Nhưng nó hơi bị thiếu vị, nên mình đã xịt tương cà lên. Và mình cảm thấy rằng là cái pizza này nhìn hơi mờ ám thiệt luôn. Ăn có đau bụng hay không? Mình không biết. Và mình ăn pizza, mình rất thích nghịch với thức ăn, là mình rất thích kéo kéo vậy, nó vui vui sao. Bạn hồi nãy đi pizza mờ ám nên không ăn. Nhưng mình nghĩ nó hơi mờ ám, nhưng có sao nên mình đã ăn hết rồi. Và do tráng miệng thì mình ăn cái này mình đã mang từ nhà. Ăn gì bạo lực vậy mát. Giống như là ăn đường vị thỏ hoặc là thỏ vị đường. Và lớp cuối cùng là lớp toán, và đây là lớp kỹ rồi, quá là đạo hàm luôn. Và hôm nay kỹ là một lớp ôn thi, là vì lần sau mình có bài thi hơi quan trọng nên thầy cho thời gian ôn. Và mình nghĩ đây là cái lớp mà làm mình căng thẳng nhất, là vì nó là toán. Mình đã khóc vì toán rồi, quá là ngầu. Hey, mình đã tan học rồi nên bây giờ là giờ đi lang thang. Và hôm nay mình sẽ chở bạn mình đi ăn cái này. Bình thường mỗi ngày mình không có sến gì đâu, nhưng hôm nay mình cảm giác sến nên mình chở bạn đi chơi. Yeah. Trước khi đi đang gặp một vấn đề, đấy là bị kẹt xe. Bình thường mình sẽ bị kẹt trong đây cho khoảng 20 phút, xong rồi mình sẽ được tự do. Và mình đã lấy bạn mình tới chỗ ăn thành công rồi. Chúc lên. Và đây là một chỗ dâu ô tự lấy. Mình rất thích chỗ này là vì kiểu là mình thích tự lấy. Khi bạn mình lấy thì kiểu là nó rặn ra, nhưng nó không có muốn ra, nhưng cuối cùng thì nó ra. Và lúc nào mình ăn cái này mình cũng kiểu là trộn tất cả những loại cùng với nhau. Và ở đây có cả đống vị luôn. Mới ăn chỗ nhà cái đồ bụng mà. Và bước vui nhất là cho mấy cái topping vào, là vì kiểu như là mình thích cho lộn xộn. Và lộn xộn nên nó cũng ngon thiệt. Thành phẩm của mình này các bạn ơi, đau bụng quá là đau bụng. Và trả tiền theo cân nè. Bạn mình thì không có khùng với mấy cái topping lắm, chỉ thích mấy cái màu mè này thôi. Và đi chơi sau giờ học đó kiểu là vui vui sao. Hồi Việt Nam mình đi chơi kiểu như là mỗi ngày luôn, nhưng ở bên đây mình chơi rất là ít. Cấp 3 bận hơn cấp 2 rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức cái mà có thể làm đau bụng chua ngọt với cả đống vị. Nhưng quan trọng là nó ngon. Giờ tụi mình sẽ ráng nói thứ tiếng của nhau. Quá là ngon. What? It's so hard. Like quá có là lỡ ngon. Quá là ngon. Quá là ngon. Basta. 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 Và đó là quá là ngon tiếng Hàn. Và mình cảm thấy rất là may mắn là mình có thể lớn lên với các bạn đủ thứ nước luôn. Và mình cảm giác như là mình có thể học thêm về các nước đây nữa. Bye. 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 Và mình cô đơn lại rồi. Trước khi mình đi về thì mình sẽ chơi cái game này, nhưng nó cũng là một cái để các bạn học. Thì app này gọi là Fondy. Có khi mình thích lên đây cho nó kiểu là vui vui á, kiểu là nói chuyện với các người trong các nước khác nhau. Các bạn có thể kiểu là học tiếng Anh. Thì đây là cái con của mình mà hồng sớt không kìa, giống như hệt như là một cái game gì đó. Bây giờ mình sẽ lên cái bản đồ, rồi lên Plaza. Mình sẽ tìm các bạn trong các nước khác nhau để mình nói chuyện với. Mình sẽ đủ với cô rồi. Mình sẽ tham gia cái nhóm này, có 3 người phải không? Ba đứa đều mặc áo màu hồng sến này. Hi Jenny. What country are you guys from? You can guess. I will try to guess without looking at the flag. Are you Indonesian? Yes, I'm Indonesian. Oh my god. I can guess your flag. You are from Vietnam, right? Yes. China. How was your day? Good. How about you? My day was good. I just came back from school. What time is there? I'm in the US right now and it's 4 p.m. Wow. How about you, Simo? Sister, I'm from Syria, just I live in Lebanon. Oh, that's so cool. Nice to meet you. Yeah. Okay. Khi các bạn nói chuyện ở đây, các bạn có thể tự tin hơn. Mọi người trên đây cũng đang học tiếng Anh, nên các bạn không có cần sợ phải ngại nói tiếng Anh. Là vì bạn sẽ nói được thôi. Ok, đó là cái đó. Bây giờ mình đi thôi. Và bây giờ mình lái xe về nhà thôi. Và mình dám quay về là vì mình ngay nhà thôi. Chứ mình bình thường mình không có dám quay vậy đâu. Mình có một bạn đồng hành, mình không có cảm giác cô đơn. Và mình đã về tới nhà thành công rồi. Và lái đường đi tiếp nên mình để xe ở ngoài. Và bây giờ mình xách đồ đi vào thôi. Trời ơi, cái cặp gì mà nó nặng. Và bước đầu tiên khi mình đi về nhà thì mình sẽ nằm xuống. Nằm cho khoảng 10 phút. Ok, giờ mình sẽ làm gì đó không vô dụng. Và cái không vô dụng đó ở đây là vừa edit và vừa nằm tiếp. Không biết chỉ là mình hay không, nhưng mình cảm giác như mình làm nhiều việc nhất khi trên giường. Và vì mấy bữa nay mình học rất là nhiều nên mình hơi bị dàn sau kế hoạch chút xíu. Nên bây giờ mình phải nhanh nhanh là vì 2 ngày nữa mình phải đăng. Hello các bạn, cho các bạn coi cái bộ đồ của mình. Sơn hồng, đây là bộ đồ mình sẽ mặc đi tập thể dục. Áo Mickey phiên bản Việt Nam. Ồ, bên cổ của nam thì nó lòng thòng. Đi thôi, chúng mình đã gặp lại lần nữa. Trời, hôm nay nó nắng. Và bây giờ mình sẽ lái xe đến gym. Mình cảm giác như là tập thể dục ở gym kiểu như là nó
nên là mình vận động hơn. Ngoài học và làm video thì mình thấy là cái gì đó kiểu là vận động nữa là whoop. Và mình đã tới rồi, bây giờ mình phải gom các đồ nghề của mình. Đây là cái bình nước màu hồng sến và cái túi cái tai nghe của mình nè. Lần này đậu hơi xéo nhưng không có vạch nên ổn. Ok, mình đã vạch thành công rồi và cái đầu tiên mình sẽ chơi là chạy. Và lúc mình vừa ôn toán vừa chạy thì kiểu là nó hiệu quả hơn á. Vừa tập thể dục vừa tốt sức khỏe vừa thông minh hơn. Mình có một suy nghĩ này, đấy là lúc mình chạy á thì nhiều thông tin nó có thể vào não mình hơn, kiểu là nhiều toán vào não mình hơn. Các bạn nên làm giống mình, chạy cho toán nó vào đầu phải không? Và 10 phút là điểm dừng của mình, là vì mình không có thể chạy thêm nữa là mình sẽ chơi. Tiếp theo thì là cái đồ lên xuống này để mình có thể có 6 múi ho. Nào, mình đã cảm giác cái 6 múi nó ra khỏi người mình luôn nè. Một ngày đó. Và cuối cùng thì là cái máy leo cầu thang, vừa leo vừa ôn toán nữa. Mình nói thiệt, vừa vận động vừa học toán kiểu là vào đầu một cách rất là bất thường. Bình thường điểm dừng của mình 45 phút, đấy sau 45 phút là mình kiểu là không có di chuyển được người mình luôn. Tình hình đi bộ không vững lắm. Chạy về thôi. Và mình về là mình đi tắm liền. Hôm nay mình không gội đầu là vì bình thường cách một ngày mình mới gội đầu. Và tối nay thì nhà mình ăn bún thịt bò xào với nước mắm. Và nói chung thì các món mình ăn ở nhà khá là Việt Nam, chỉ hiếm khi có mấy cái không Việt Nam thôi chứ đa số là Việt Nam. Và món này mình ăn quá nhiều thịt bò luôn nên kiểu như là thịt bò bún xào. Và sau khi mình ăn xong là giờ làm việc và giờ làm bài tập của mình. Bây giờ là thời gian kiểu là cao điểm của Việt Nam nên mình phải đăng mấy thứ mình cần đăng ở trên Instagram, Facebook và TikTok. Không hiểu sao mình có 100.000 cái email. Và tối nay mình quay một cái TikTok nữa. Và bây giờ trong lúc đó thì mình sẽ làm bài tập. Tháng 5 này là kiểu là cái kỳ thi lớn của mình nên mình phải bắt đầu học, không thôi mình sẽ chết. Và trong hết lớp AP của mình thì mình cảm giác như là toán nó quan trọng nhất, là vì mình rất là cần toán. Bình thường là trước khi một bài thi toán mình rất là căng thẳng và mình cái tim nó đập 100 cây số một giờ, là vì mình không có kiểu là mình không có giỏi toán, nhưng mình không có giỏi toán nhưng mình lại lấy cái lớp toán này nên mình cảm giác như là mình nên bắt đầu ôn văn á, nhưng mình hơi không muốn nên thôi khỏi đi. Và tuần sau mình có bài thi toán quan trọng nên mình phải bắt đầu làm cái này. Thấy mà ghê. Và vài ngày sau mình sẽ có một cái bài thuyết trình tiếng Hoa nên bây giờ mình đang làm xong cái này. Mình đã di chuyển lên giường rồi. Và thuyết trình này thì mình viết về cái nở hoa anh đào ở Trung Quốc. Và trong lúc làm thì mình nhơ mấy cái sô-cô-la. Ê, hộp cái áo mình kìa. Mình liền. Và mình đã làm xong và mình đã viết xong cái những thứ mình đã sẽ nói rồi. Ok. Và bây giờ 10 giờ rưỡi rồi, mình chưa đánh răng nên bây giờ mình đang cảm giác khá là dơ nên mình đánh răng bây giờ luôn. Có khi một giờ đêm mình đã đánh răng. Và giờ mình ngồi đây mình chỉnh cái video của mình, là vì 2 ngày sau mình phải đăng. Và mấy hôm nay nguyên cuộc sống của mình là toán và học, và mình đang không ổn chuyện này nên mình phải nhanh lên. Đây là tư thế ổn nhất, đấy là nằm xuống bỏ laptop lên cái bụng rồi cái lẻ cái chân lên nha. Mình cảm giác hơi khùng tỷ tự nói chuyện mình. Và nhiều bạn hỏi mình là sao một tuần mình không ra hơn một video, và lý do là vì một video chỉnh sửa rất là khổ. Khoảng 15 tiếng để chỉnh nguyên cái video nên mình không có thời gian. Hello các bạn, mình đã chỉnh sửa video ổn cho hôm nay. Tuy ngày mai phải làm thêm nữa nhưng ngày mai tính. Nhưng bây giờ trước khi mình ngủ thì mình sẽ lên Fondy để mình gặp với các bạn ở trên đây tiếp. Mình nghĩ là lần này mình sẽ lên để mình suy nghĩ. Mình nên đi đâu đây? Bar. Tối đi bar. Đi bar để học tiếng Anh. Bar như thế nào? Hi. Và tiêu đề đầu tiên là cái này. How is the COVID-19 situation in your country? I'm bad. This time is we don't have COVID-19 in my country. It's Iraq. Oh, Iraq. Yeah. Wait, how do I say your name? Is it Masoud? Musta? Masoud. Oh. Places to visit in your country. In my country, Vietnam, there's this place called Hat Long Bay, which is really pretty. Nice to meet you, Masoud. Nice to meet you too. Thank you. Bye. Và khi mình chơi trên Fondy thì mình không có cần cho mặt mình lên. Tiết mục bar đã xong rồi nên bây giờ mình sẽ vào tiết mục vào khu vực khác ha. Vào lounge. Whoop, có một anh chàng trong đây. Hi Jenny, I'm a lounge owner Peter. Hi Peter. Hey, where are you from? I'm from Vietnam, but I'm currently living in the US. Wow. What country are you from, Peter? Oh, I'm from Japan. Wow. I live in Tokyo. That's so cool. I'm a Japanese TikToker here. That's fun. Yes. Have you ever been to Japan? I've actually been to Japan 2 times. I love Japanese food. Oh yeah? What's your best Japanese food? My favorite has to be sushi, but with ikura and maybe some uni. It's really good. Oh wow. I mean, like Vietnamese food, pho.
Và đó là một bữa nói chuyện với một anh chàng ở bên Nhật, ở Tokyo. Và đó là cái buổi tối chơi hoặc là học pony với mình. Khi các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn có thể có được 15 phút miễn phí ở trong Plaza. Và cho 7 ngày thì các bạn có thể có kiểu là hoàn toàn mọi thứ để các bạn thử. Và đó là cái đó. Mình nghĩ là cho những bạn nào mà muốn học tiếng Anh hiệu quả thì bạn nên kiểu như là giao tiếp nhiều hơn bằng tiếng Anh, và không cần nhất thiết phải giao tiếp với giáo viên. Mình nghĩ là nếu các bạn cố gắng thì một ngày đó các bạn sẽ nói tiếng Anh như một bản xứ được. Và đó là cái đó. Bước cuối cùng trong ngày của mình là đi ngủ. Ngày mai phải đi học. Bye bye.